Món quà dành tặng cho team sợ dán, dán Cuba xinh tươi hết nếp sống là lịch sự. Khai thật đi, ở đây có anh em nào mà không sợ dán không? Vừa dơ bẩn vừa xấu xí, thậm chí là còn biết bay, quá là đáng ghét. Tuy nhiên, khác với phần còn lại của thế giới, người dân ở Mexico, Trung Mỹ và một số vùng Nam Mỹ lại may mắn hơn rất nhiều khi loài dán ở đây sở hữu những cái đặc điểm đáng yêu hết nếp. Không giống với đồng bọn ở Việt Nam, dán Cuba có màu xanh matcha, mắt đen và ria nâu. Con trưởng thành có chiều dài từ 20 đến 30 mm. Trong khi dán Việt Nam thì thích rút mình vào đống rác hoặc là đống gì đó mà mình không tiện nói tên ở đây, thì dán Cuba được mệnh danh là loài dán sạch sẽ nhất thế giới. Trong ăn uống thì chúng cũng ăn những cái loại thức ăn rất là healthy, chủ yếu là các chất hữu cơ chứa đường, chủ yếu là trong trái cây. Và không chỉ sạch sẽ, loài dán này còn lịch sự đến mức mà không sinh sản ở trong nhà của mình nữa. Một phần có lẽ chúng là dán nội bởi vì thay vào nhà để giao lưu với mình nè, thì chúng lại thích ru rú trong rừng sâu, trốn trong các hốc cây, hòa mình với hoa cỏ. Nói tóm lại là rất là đẹp nhưng mà vô hại. Một điều thú vị là trước khi trưởng thành thì dán Cuba cũng có màu đen hoặc là màu nâu đục như là con dán của Việt Nam vậy nè, nhưng mà khi lớn lên thì chúng sẽ nhạt dần rồi chuyển sang màu xanh.